vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, các trường trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng sẽ chuyển từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Tuy nhiên, với các trường cao đẳng địa phương, trung cấp địa phương có khoa sư phạm thì từ năm 2017 sẽ lại có 3 cơ quan cùng quản lý là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vậy vấn đề này sẽ được hai bộ phối hợp quản lý như thế nào? Liên quan đến quyết định của Chính phủ về việc giáo dục nghề nghiệp sẽ thống nhất một cơ quan chủ quản là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chị Đỗ Thị Thanh Loan, giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, tỏ ra lo lắng vì hiện trường đang thực hiện cả hai lĩnh vực đào tạo nghề và sư phạm, vậy nên rất cần có sự hướng dẫn của hai bộ về khung đào tạo và chương trình tuyển sinh trong thời gian tới. Là với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thì việc ở lại Bộ Giáo dục Đào tạo thì theo ý kiến chủ quan mình là tối ưu. Sở dĩ là nó liên quan đến chương trình đào tạo, các cái chương trình liên thông, mà đặc biệt là với cái công tác tuyển sinh hiện nay thì việc ở lại Bộ Giáo dục sẽ thuận lợi cho trường hơn rất nhiều. Và tất nhiên khi mà chuyển sáp nhập vào với Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cấu trúc chương trình cũng như là giáo trình và những cái công tác đào tạo khác cũng phải thay đổi theo. Và rõ ràng đấy là những cái bất cập mà chúng tôi nhìn thấy ngay từ đầu. Trên thực tế, tại các tỉnh, thành phố đều có một trường cao đẳng sư phạm. Nhưng vì nhu cầu thực tế, các trường sư phạm chuyển lên đào tạo đa ngành. Vì vậy, theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước còn 33 trường cao đẳng sư phạm. Các trường cao đẳng còn lại có khoa sư phạm sẽ trực thuộc hai bộ. Không những vậy, đây cũng là các trường cao đẳng địa phương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Là khi đã có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì trách nhiệm của các trường là phải thực hiện cái quyết định của Thủ tướng làm sao để vẫn có thể duy trì được các cái hoạt động đào tạo của các nhà trường với cái hiệu quả cao nhất và đáp ứng được cái nhu cầu xã hội. Và chúng tôi là các cái trường sư phạm thì cũng thế, thì ngoài cái ngành chính là ngành sư phạm thì chúng tôi vẫn có những cái ngành ngoài sư phạm. Vậy thì cái sự phối kết hợp chỉ đạo giữa hai bộ như thế nào để chúng tôi có thể triển khai thực hiện tốt? Hiện chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo có số tiết lý thuyết cao hơn thực hành, trong khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì ngược lại. Thứ hai là chuẩn đội ngũ giáo viên, chuẩn cơ sở vật chất cũng khác nhau. Do đó, điều mà các trường chờ đợi nhiều nhất chính là những hướng dẫn đến từ hai bộ. Chưa kể vấn đề liên thông đào tạo cũng là điều mà đối tượng sinh viên quan tâm nhiều nhất. Hiện tại thì là bọn em đang là trường cao đẳng sư phạm trung ương và chuyên về mầm non, nhưng mà bây giờ đổi ngành nghề thì sẽ có rất nhiều cái bất lợi cho bọn em về sau khi ra trường. Nên ra là em cũng vẫn muốn là giữ nguyên trường như thế này. Theo đại diện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đối với các trường cao đẳng có khoa sư phạm thì cả hai bộ sẽ cùng quản lý chuyên môn và chương trình đào tạo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh sẽ quản lý nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất. Cụ thể, vấn đề này đang được Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoàn thiện trong thời gian tới. Giao cho Bộ Lao động thì Bộ Lao động đã phải chủ trì xây dựng ban hành cái nội dung này. Thì chúng tôi đã xây dựng cái văn bản này, gửi lý ý kiến các bộ ngành, đăng lý website của Chính phủ, của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, của Tổng cục Dạy nghề để lý ý kiến rộng rãi các địa phương, đặc biệt là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tức là những cái đối tượng mà sau này sẽ thực hiện, trực tiếp thực hiện đấy. Thì cái việc mà chúng tôi theo cái này, thì tháng 12 này sẽ ban hành một loạt các cái thông tư này để có cơ sở thực hiện. Thế còn riêng đối với đào tạo sơ cấp thì chúng tôi đã ban hành thông tư, Bộ Lao động đã ban hành thông tư số 42 từ tháng 10 năm 2015 rồi, làm cơ sở để mà thực hiện đào tạo sơ cấp theo luật giáo dục nghề nghiệp. Có một thực tế, việc phân luồng đã được bàn thảo mấy chục năm, cả hai Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ngồi với nhau hàng chục phiên họp nhưng vẫn mạnh ai nấy làm. Việc hơn 500 trường cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý được cho là quyết định then chốt nhằm quy hoạch đồng bộ về mạng lưới nguồn lực và cơ cấu ngành nghề cho phù hợp phục vụ phát triển nguồn nhân lực đất nước. Lý giải cho điều này, một số vựa thu mua cho rằng do thời điểm này rau củ quả của Trung Quốc đang vào vụ và nhập ồ ạt vào Việt Nam nên rau đơn dương cũng bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm, đó là khi có một mặt hàng